cũng vì đọc bất hành vì rô bất thê hít mê mê tăng mê tăng hề ra bất thê hít mê chập dạ bú thê hít mê tăng mê tăng cành hà vô mắc kê hít chá. Tôi xin gửi tâm từ đến với dòng Lăng Chúa tên Vi Rú Bắc Kha. Tôi xin gửi tâm từ đến với dòng Lăng Chúa tên Era Bắc Kha. Tôi xin gửi tâm từ đến với dòng Lăng Chúa tên Chắc Gia Phú Tát. Tôi xin gửi tâm từ đến với dòng Lăng Chúa Thanh Hà Vô Tạc Mát. Ata bậc kê hi mê mê tăng mê tăng đi pa đức kê hi mê chấp giam bút tê chà tục bà đê hi mê tăng mê tăng đồ hục bà đê hi mê. Tôi xin rõ tâm từ để chúng sanh không chân. Tôi xin rõ tâm từ để chúng sanh hai chân. Tôi xin rõ tâm từ để chúng sanh bốn chân. Tôi xin rõ tâm từ để chúng sanh nhiều chân. Ma mang a ba da ko hiem si ma mang hiem si di ba da ko ma mang cha tuk ba do hiem si ma mang hiem si ba tuk ba do. Loài chúng sanh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sanh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sanh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sanh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Sabbe satta sabbe bhana sabbe bhuta jike lova sabbe patra nipasantu ma sankhita bhama rama. Tôi xin rải tâm từ đến tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh mạng, mọi chúng sinh hiện hữu, tất cả chúng sinh ấy gặp những điều tốt đẹp, cầu mong không một ai gặp phải cảnh đau khổ. Đề ta mê appamāno buddho appamāno dhammo appamāno sangho appamāna vanta na sivi sapai ai vichika sattapati unnana phi sarapu musikam. Tôi thường luôn niệm tưởng ân đức Phật vô lượng, ân đức Pháp vô lượng, ân đức Tăng vô lượng, niệm tưởng ân đức Tam Bảo hằng đêm ngày cầu nguyện. Các loại chúng sinh là rắn, bồ tát, tuyết, nhện, tắc kè, chuột, vân vân. Các loại bò sát ấy có tính hay hung dữ, xin đừng làm hại đến tôi. Các tam mê rắc tha, các tam mê, các tăng mê, bà rít tăng, bà tiết cầm anh thu khu ta, ní sô hăng. Nam mô Phật Giáo Tô, Nam mô Sát Tân Năng Sầm Ma Sâm Bút, Hà Năng Tê. Con đã lễ chư Phật quá khứ và hiện tại bảy bậc chánh đẳng giác. Con nương nhờ nơi hộ trì, nương nhờ nơi sự bảo vệ, xin tất cả chúng sinh tránh xa đừng làm hại tôi. Ô tu sao phẩm mong ga lăng ra khăn tu sao đệ quá tam sao bố cụ đà nụ hoa quê nạ sá đa sô thi phố vận tụ tê phố vật tu sao phẩm mong ga lăng sao khăn tu sao phẩm đệ quá ta sao phẩm thầm mai nụ hoa quê nạ sá đa sô thi phố vận tụ tê phố vật tu sao phẩm mong ga lăng nà khăn tu sao phẩm đệ quá ta sao phẩm sân thai nụ hoa quê nạ sá đa sô thi phố vận tụ tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thủ sa thủ lành thai văn kinh chi cú sa la cam măng kê tắp bằng kí ri văn ma ma ca về na qua cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sát ta san ni no at ti về cha sát ta a san ni no ca tăng bu nha pha lăng mây hằng sập bề pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng su quy đi tăng định năng bùn nhã pha lằng ma già về cha tát tha na cha nàn tí đề hòa gành tòa ni huệ đa dùng sập bề lồ cầm hi về sạch ta chi quan ta ha ra hề tu ca ma nhuần năng phù cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta xa tí
Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng, nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý uống dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng phải nhờ thọ thở an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng quá tá mê buôn nhân a sa quá khá già quá hàng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng xin kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con đọc kinh lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Và bây giờ con xin dâng mic lại cho đạo tràng. Alo, 123 123. Hôm nay là ngày của Thượng Tổ Pháp Thanh. Thượng Tổ Pháp Thanh sẽ trình bày kinh Tương Ưng. Và Sĩ Nhật Quỳnh cũng đã đưa quyết định. Như vậy thì chúng ta chờ trong giây phút, trong thời gian chờ đợi. Nếu mà bị trục trặc kỹ thuật thì chúng ta có thể mở lại những cuộn băng trước của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng về kinh Tương Ưng. Chúng ta ôn lại để chúng ta coi như có thời gian nhuần nhuyễn về kinh Tương Ưng mà Thượng Tọa Pháp Thanh đã trình bày. Trong khi chờ đợi như vậy thì quý vị có ý kiến thế nào? Chúng ta coi như tâm sự một chút đi. Rồi khi mà Ngài Pháp Thanh đến thì chúng ta thỉnh Pháp Sư và chúng ta đi vào buổi giảng của Ngài Pháp Thanh. Quý vị có ý kiến gì không? Quý vị thấy cái đề tài mà Ngài Pháp Thanh trình bày là Tương Ưng Bộ Kinh. Xà thu kinh lễ Ngài Pháp Thanh vừa đến với Pháp Hội. Rồi bây giờ xin mời trong đạo tràng chúng ta quan hỷ thỉnh giảng sư. Rồi bàn tay ai đây? Rồi Sĩ Nhật Quỳnh xà thủ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Cảm ơn chị Mết Trai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh cho ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-a-da-ha-sa. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-a-da-ha-sa. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-a-da-ha-sa.
Rầm ma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha di anh thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tấp ba ra chấp ca cha ti ca đệ sê tu thâm măng a lưu câm bi măng ba chăng sa tham ma vê rêm vi na yánh cha ca văn sua tan cha băng thăng a phi thâm ma châm măng a cô ta danh tơ ta tu sắp cha đằng đăng ba bơ tha này về bay xa và mặt chê ê văn sa hâm bà tì đâm ma bà ga văn tăng a gia cha thà tuấn hi ba quê na tăng bút thô cà vườn nhê na thì qua xa già tánh ha vật tha ya ba ni na mi ga da yang ta to ga to ban cha vat ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta tu ba khu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma ga va sa ni de se si sat ta nan a tha sik ta kang tại na sa thu ai vô phân tế tại thầy su thâm mà đề sa nặng sắp ba di tha ba di sa gia a nu cầm bấm bị ca ta về chúng sanh tất cả buôn hàng như sen trăm nước minh quang muôn chờ trời lỡ mộng đặng nhờ ánh sáng hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 giáp vẹn toàn một lòng ăn thối căm mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm ca tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian là bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bích tha dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được thượng tọa Pháp Thanh trình bày kinh Tương Ưng chương 1, Tương Ưng chư thiên phẩm mộc cây lao, bài số 9 La Mã. Số 9 La Mã, mong muốn kiêu mạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Đối vị ưa kiêu mạn, ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh nhiếp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm không vật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Thế Tôn, từ bỏ kiêu mạn, tâm tư khéo nhiếp định, với tâm khéo tư sáng giải thoát mọi phiền trược, độc thân trú rừng núi. Với tâm không phóng dật, vị ấy vượt thoát khỏi sự chi phối ma lực. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt
đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha A Di Đà. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ nam mô Bích Tha A Di Đà. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bích Tha A Di Đà. Nam mô Tham A Di Đà. Nam mô Sang Kha A Di Đà. À, kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. À, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Dạ, trước hết thì xin kính lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thì cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc và post cái phần chánh kinh. Thì kính bạch chư tôn đức cũng như tất cả quý Phật tử, thì mấy ngày nay thật ra sức khỏe nó cũng không có được ổn lắm, tại vì ảnh hưởng thời tiết nó cũng đang bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mưa bão gì, cứ lúc nắng lúc mưa. Rồi mấy hôm nay thì cũng sức khỏe nó cũng ổn. Nhưng mà vì trách nhiệm thì thôi cũng ráng. Rồi cái đường truyền thì không biết là sao, mới vô nó cũng bị trục trặc rồi. Thì nếu có những cái vấn đề xảy ra ngoài ý muốn thì trước cũng xin sám hối với chư tôn đức, và cũng cầu mong là tất cả quý vị hay hoan hỷ cho những cái điều kiện các pháp nó diễn trình ra thì không phải như ý mình mong muốn. Bây giờ thì qua cái phần chánh kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm khéo nhiếp định. Thì cái kiêu mạn ở đây tức là cái sở hữu ngã mạn. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống đó, có những cái loại chúng sanh họ sống tự phụ, cho rằng tất cả cái gì mình cũng là hơn người khác hết, tự phụ kiêu căng, hay là người ta nói gì hạ mục vô nhân, tức là với những cái chúng sanh này đó, dưới mắt họ thì không có ai mà có thể mà bằng họ hoặc hơn họ nữa. Cho nên đó là những cái người này đó, bất cứ một cái vấn đề gì họ cũng là cho họ là số một hết. Bây giờ thì cái danh từ mà người đời người ta mới bây giờ người ta nói nó hay nổ. Tức là cái gì họ cũng giỏi hơn, cái gì họ cũng biết hơn, họ cái gì họ cũng là trên hết tất cả mọi người. Rồi đó cũng là một cái loại phiền não chướng ngại trong cái sự tu tập trong đời sống. Thì cái người mà có cái tánh mà kiêu mạn này đó, thì vì họ tự phụ kiêu căng, cho nên họ không bao giờ họ lắng nghe, họ học hỏi được những cái điều hay, điều tốt đẹp ở người khác. Cho nên là trong cái đời sống đó, họ thường hay gặp những cái thất bại, rồi không được mọi người khác họ quý mến. Rồi một loại người nữa đó, thì cái người này đó, nó trái ngược với cái người loại mà tự phụ kiêu căng, là cái người mà tự ti. Đây là nó cũng là một cái phiền não. Cái người tự ti thì họ cho rằng thôi tôi dở quá, thôi tôi kém quá, thôi tôi thế này thế khác. Rồi họ sao? Họ sống họ khép kín. Tôi muốn đụng chạm tới ai thì đừng ai đụng chạm tới tôi nha.
Tôi không nói tới ai thì đừng ai nói tới tôi. Cho nên đó là khi mà cái người mà tự ti như vậy đó, thì họ nghĩ là họ không làm được gì hết. Họ dở quá, họ kém quá, họ không không muốn mở mang ra, họ không thấy được những cái điều gì là tốt đẹp ở bên ngoài để họ tiếp thu. Thành ra đó, cái ngã mạn ở đây nó là cái gì? Nó là so sánh, ỷ bằng, ỷ hơn, ỷ thua. Đó. Thì cái người mà kiêu căng tự phụ là họ ỷ hơn. Còn cái người mà tự ti mặc cảm là họ ỷ thua. Thì khi mà họ tự phụ kiêu căng, họ không còn chịu lắng nghe ai mà cũng không chịu học tập ai. Còn cái người mà tự ti mặc cảm thì họ cũng vậy. Họ cũng sợ, họ không dám tiếp xúc ai, không học hỏi gì ai, không, là nó cũng là một cái trở ngại trên cái bước đường mà cho mình tu tập. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta phải diệt trừ hai cái này. Tại vì cái tự phụ kiêu căng thì dẫn đến cái thất bại. Nhưng mà cái mà tự ti mặc cảm là cái gì? Cái cũng là một cái điều tai hại. Tại vì mình không dám thực hành. Mình cứ sợ. Bây giờ á, muốn bơi qua sông nhưng mà cứ sợ, trời ơi xuống nước lạnh quá, không biết cái sức của tôi có thể qua bơi được qua tới bờ sông đó hay không. Cho nên đó, là cái người mà tự phụ kiêu căng thì nghĩ là ôi chuyện nhỏ, cái sông này đối với tôi không thành vấn đề gì. Rồi không biết lượng sức mình, không biết là lúc nào nên cố gắng mà lúc nào nên là dưỡng sức, thì cũng bị cái dòng nước nó nhấn chìm. Rồi cái người mà tự ti mặc cảm thì cứ sợ sệt, thì cứ lẩn quẩn mãi ở cái bờ bên này. Cho nên đó, đây là những cái chướng ngại, những cái triền cái ở trong cái đời sống. Chúng ta phải biết để mà trừ tiệt nó. Thì ở trong cái tích chuyện thì quý vị cũng có học là một cái vị này thì cũng ỷ vào cái tài trí của mình. Vị này thuộc lòng Tam Tạng, rồi cũng có một số đồ chúng, nhưng mà những cái vị mà đệ tử thì sao, là đắc quả A La Hán. Cho nên là cái vị này nghĩ là học trò mình con đắc quả A La Hán thì đối với mình cái đạo quả A La Hán thì có nghĩa lý gì? Giống như là lấy một cái món đồ từ ở trong cái túi của mình ra. Cho nên là vì cái tâm tự phụ kiêu căng như vậy đó, thì đến lúc mà vị này mong muốn chứng đạt quả vị giải thoát thì tu tập hoài mà không đạt đến. Rồi chính vì cái tâm mà tự phụ kiêu căng, không có chịu lắng nghe người khác, cho nên cứ nhờ vị này dạy, vị kia chỉ, nhưng mà rốt cuộc đó là vị này không có đạt được gì. Tại sao? Ông dạy gì kỳ vậy? Đâu có phải vậy. Đó. Cho nên do cái sự tự phụ kiêu căng mà đến mãi gần 30 năm sau, hơn 30 năm sau thì vị này mới đạt đến cái thánh đạo, thánh quả giải thoát. Và cuối cùng đó là phải nhờ một vị sa di.
Cho nên cái tâm tự phụ kiêu căng trên bước đường tu tập cũng như trong đời sống, nó là một cái chướng ngại hết sức là nguy hiểm. Do đó mà chúng ta phải sửa đổi. Tâm tư khéo nhiếp định với tâm khéo tư sát. Tức là mình phải khéo léo, mình quán sát cái nội tâm của mình. Chúng ta thấy cái ngã mạn, tự phụ hay là tự ti, nó là cái biên kiến. Chúng ta đi ở trên cái con đường trung đạo là chúng ta phải thực sự tự phản tỉnh, xem xét với cái sự chân chánh. Ở trong bài kinh Karani có một đoạn mà Đức Phật dạy chân chánh, hoàn toàn chân chánh. Ở đây chúng ta chân chánh để tư sát, để quán sát lại chính mình. Mình biết những cái nào mà mình còn kém cỏi để mình cố gắng, để mình nỗ lực, mình học để bổ sung. Qua sách vở Tam Tạng kinh điển, hoặc là qua sự chỉ dẫn của các bậc trưởng lão, qua sự chỉ dẫn của các bạn bè thân hữu. Khi như vậy đó, chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Rồi mình cũng biết những cái khả năng, những cái điều kiện nào của mình có thể mình gánh vác được những cái công việc đó, những cái trọng trách đó. Thành ra đó, trong cái mà chiến thuật thì họ nói sao, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tức là mình phải cái điểm mạnh của đối phương nó như thế nào, rồi mình phải biết được cái điểm yếu của mình như thế nào, để mình có cái sự phòng bị. Đối với phiền não, mình học để mình hiểu là những cái trạng thái của cái phiền não, những cái điều kiện nào làm nền tảng để cho phiền não nó sinh khởi, để chúng ta kịp thời chúng ta phòng bị, ngăn chặn. Rồi muốn phát sanh những cái pháp để đối trị với phiền não thì phải dùng cái pháp nào. Cho nên khi mà chúng ta có cái chân chánh với chính mình, có đôi lúc ở đời người ta cũng đóng kịch, ngay cả trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái có đôi lúc cũng phải đóng kịch với nhau. Rồi đôi lúc ở ngoài xã hội mình cũng phải đóng kịch. Nhưng chúng ta không thể nào mà chúng ta tự giả dối, lừa phỉnh, đóng kịch với cái nội tâm của chính mình. Cho nên cái chân chánh, hoàn toàn chân chánh ấy là Đức Phật muốn chúng ta quay lại, nhìn lại, quán sát lại cái nội tâm của chính mình. Khi chúng ta chân thật với chính mình thì mình mới thấy được cái điểm mạnh, điểm yếu. Mình gỡ bỏ đi những cái mặt nạ để nó bao biện, nó che đậy những cái khuyết điểm, những cái thói hư tật xấu, để mình thẳng thắn mình nhìn vào những cái sai lầm, những cái khuyết điểm của bản thân, từ đó mà chúng ta
sửa đổi. Chỉ có khi nào mà mình chân chánh, quay lại, nhìn lại, quán sát chính mình để mình thấy được, rồi mình tự động sửa đổi, mình tự động chuyển hóa, thì những cái khuyết điểm, những cái sai lầm, những cái yếu này đó thì mới được sửa đổi. Chứ còn không ai có thể mà sửa đổi được. Cho nên là trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật nói là có những điều mà cha mẹ thân bằng quyến thuộc không làm được, tâm hướng chánh làm được, chính là cái điều này. Chỉ khi mà mình chân chánh, hoàn toàn chân chánh với chính mình, thì chúng ta mới thấy ra những cái sai lầm, những cái thiếu sót, rồi mình mới biết được để mình sửa đổi. Chứ còn nếu mà chúng ta còn quanh co, còn bao biện, còn che đậy, còn bảo thủ, không chấp nhận những cái thiếu sót, sai lầm, thì sao? Thì chúng ta sẽ không có cái sự tiến bộ. Muốn có cái sự chân chánh, hoàn toàn chân chánh này, thì luôn luôn chúng ta phải thực tập, luôn luôn phải làm cho những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ ở trong nội tâm, ở trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm mình, nó được chân chánh, là chúng ta luôn luôn phải phát triển hai cái sở hữu, chánh thân, chánh tâm, tức là cái hướng về cái tâm của mình ngay thẳng, bài trừ những cái điều không tà dại. Thì khi mà chúng ta có cái nhìn thẳng thắn, không có bao biện, không có che đậy, thì chúng ta mới hồi, chúng ta mới loại trừ được những cái ngã mạn, cái sai lầm. Chứ còn nếu mà mình không có phát triển được cái hai cái sở hữu chánh thân chánh tâm này đó, thì chúng ta cứ quanh co, không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại vì nó làm vậy, tại người kia, tại người nọ, tại người này, tại người kia, tại điều kiện hoàn cảnh thế này thế khác, chúng ta không có nhìn thẳng vào những cái lỗi lầm. Thí dụ như có nhiều khi ở đời quý vị thấy là nhiều khi người ta mắc sai lầm, chạy xe không có cẩn thận, gây ra cái tai nạn rồi đổ thừa, đường xá gì đâu mà ổ gà không, tại tôi tránh ổ gà đó, tại vì nó không cẩn thận cho nên là mới xảy ra, mà mình cũng thấy rằng là do mình, do mình không có suy xét, không có ngay thẳng, để mình nhìn thấy cái lỗi của mình. Thành ra đó, chúng ta phải có cái sự chánh thần chánh tâm, tức là từ cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình, luôn luôn chân chánh, mình suy nghĩ những điều mà làm lợi mình, lợi người, rồi mình nói những cái điều lợi mình, lợi người, mình hành động đem đến lợi mình, lợi người, từng bước để đối trị lại với những cái sự quanh co tà dại, bao biện, che đậy. Rồi ở trong cái đời sống đó, thì chúng ta phải thấy được
chúng ta tự phản tỉnh xem xét bản thân mình còn phạm nhân thì sao, mình cũng còn sai lầm, mình còn lỗi lầm đầy rẫy. Nhưng mà cái tâm mà ngã mạn thì nó không có thấy quay lại nhìn chính mình, mà nó thấy ra bên ngoài không à, rồi phê phán, rồi chê trách, rồi thế này thế khác. Cho nên đó, là mình phải quay lại mình nhìn chính mình, mình cũng còn lỗi lầm, mình cũng còn phiền não đầy rẫy, thì người khác cũng vậy thôi. Cho nên đó, chúng ta thấy được chính mình những cái điều nào là mình tốt đẹp, còn những cái điều nào mình sái quấy, để mình thấy người khác cũng vậy, cũng có những cái điều mà người ta cũng tốt đẹp vậy. Rồi bản thân người ta thì cũng có những cái lỗi lầm, để từ đó mà chúng ta có cái tâm hạnh xả. Tại sao mà đối với những cái lỗi lầm của mình á, thì mình dễ dàng mình bỏ qua, nhưng những cái lỗi lầm của người khác thì mình lại chấp chặt, rồi mình phiền hà, mình chê trách thế này thế khác. Cho nên đó là chúng ta phải thấy được điểm mạnh điểm yếu của chính mình, rồi mình thấy cũng những người xung quanh mình, những người này có cái điểm nào là tốt đẹp. Chứ còn không phải là ai cũng hoàn toàn xấu xa. Cho nên khi mà chúng ta biết như vậy, để chúng ta diệt trừ đi những cái mà để mình phê phán, mình chê trách. Có khi những cái lời phê phán chê trách của mình không thật sự. Những người đó lúc đó, tại vì cái tâm ngã mạn đố kỵ, mình không muốn người ta hơn mình, cho nên là có đôi lúc mình phê phán người ta nó không đúng sự thật. Thành ra đó, chúng ta phải quay lại để thấy được cái tốt cái đẹp của bản thân mình, rồi mình cũng thấy được cái tốt cái đẹp của đối tượng bên ngoài. Thì khi mà chúng ta chân thật đến một cái mức độ mà cao độ, nó trở thành là chân thật độ. Sách chấp bà la mi. Khi mà trở thành chân thật độ đó, thì có những lúc mình sẵn sàng mình nhìn ra cái chân thật, dù cho mình có bị người ta chê cười, dù cho mình có bị mất lợi, nhưng mà để mình sửa trị những cái điều tà dại đó, mình cũng nhìn thẳng vào cái chân lý, cái sự thật. Quý vị biết rằng nữa, có nhiều người khi mà họ học họ hiểu, họ cũng biết được cái điều đúng điều sai chứ, nhưng mà sao, vì cái lợi lộc, họ không dám dịch. Họ không dám nhìn thẳng vào cái sự thật. Thì trong kinh, quý vị thấy rằng cái ông thầy của ngài Sri Quá và ngài Mokkanana là đạo sĩ Sanh Chá Giá, thì cái tâm kiêu mạn, ông ta nói hồi đó giờ tôi làm thầy mà tôi dạy người ta không à, bây giờ mà tôi tự nhiên tôi từ bỏ cái địa vị ông thầy mà tôi đi trở xuống, tôi đi làm đệ tử của Sa Môn Gotama, là cái chuyện đó không thể nào xảy ra. Chính vì cái tâm kiêu mạn đó,
Mà khi mà Ngài Sariputta và Ngài Mokkhalana khuyên ông ta hãy cùng đi đến để học với Đức Phật, thì ông ta nhất định ông ta không có chịu đi. Đó. Chính vì cái tâm kiêu mạn này mà ông ta phải rơi vào cái cảnh giới không tốt đẹp. Đó. Cho nên chúng ta phải từng bước tu tập để phát triển cái chân thật của mình, để bài trừ cái sự tà dại, kiêu mạn hay là tự ti. Thành ra đó, khi mà chúng ta với cái tâm mà khéo tư sát, vượt qua cái ngã mạn, vì sao? Là chúng ta được vượt qua được cái phiền não, các cái triền cái, triền phược, thì lúc đó chúng ta mới có cái sự tu tập. Với trí tuệ, chúng ta mới thấy được, phân biệt được đâu là những cái chướng ngại phiền não, đâu là những cái chúng ta cần phải phát triển để đạt đến trên cái bước đường tu tập để giải thoát. Rồi khi mà với cái người mà đã hoàn toàn lắng dịu được tất cả những cái phiền não, thì ở đâu họ thấy cũng an vui á, ở giữa thành thị cũng an vui, mà ở trong rừng sâu cũng an vui. Nè, thoát khỏi những cái phiền não, cho nên nhờ đó mà vị ấy thoát khỏi sự chi phối ma lực. Thì ma lực ở đây là gì? Là những cái phiền não. Cái người mà kiêu mạn á, kiêu căng tự đắc, có khi sao những cái người mà kiêu mạn hay sao, họ thích nghe những cái lời tâng bốc xung định, thì sao họ quên đi, họ không đề phòng, thì họ sẽ bị những cái tai hại. Hồi sư học trong những cái chuyện ngụ ngôn, hồi đó sư học pháp văn đó, thì có cái chuyện của những cái chuyện ngụ ngôn của La Fontaine cũng hay lắm. Thì quý vị biết là cái con cáo nó ấy rồi. Bữa đó thì trong cái câu chuyện này là cái con quạ, nó mới đi ai phơi cái bánh mà bánh sữa đó, thì anh quạ mới lấy được một cái, anh mới ngậm trong miệng bay lại cái chỗ đó vắng để anh tính là anh ăn. Thì anh cáo ở dưới này đang đói rồi, cái đầu anh mới dùng cái lời mà tân bốc, anh nói trời ơi, anh quả bữa nay sao mà anh đẹp quá, mà tôi nghe nói là cái tiếng kêu của anh á, nó rất là hay, ở trong khu rừng này là không có ai có cái tiếng kêu mà hay như anh á. Đó. Cho nên là lúc đó cái anh quả anh nghe anh cáo anh tán dương, quên mình đang ngậm cái bánh sữa đây. Thì bắt đầu anh ta nghe, anh ta đắc chí, anh ta cất tiếng kêu lên. Thì khi mà vừa kêu lên thì cái bánh sữa nó rớt xuống, anh cáo liền lấy cái bánh sữa đó. Cho nên trong đời sống chúng ta cũng phải khéo léo
Bây giờ quý vị thấy rằng ở ngoài đời đó, à, nó đủ những cái chiêu đó, lừa gạt đó. À, nó lừa gạt bằng mọi hình thức. À, nó tâng bốc mình để nó gạt mình, nó hại mình. À, cũng có. Rồi nó kích vào cái tấm mà tham lam của mình để nó lừa gạt mình cũng có. À, quý vị thấy rằng đó, có nhiều khi đó, à, người ta dùng cái chiêu đó, ta dỗ ngọt, à, ta dỗ ngọt đã đưa mình vô cạm bẫy. À, rồi có những cái chiêu đó, là nó chơi đó, nó kích động cái tính nóng của mình, à, để nó đưa mình vào cái chỗ mà nguy hiểm. À, quý vị thấy rằng đó, ở trong những cái câu chuyện của Tam Quốc đó, đúng vậy. À, có nhiều lúc muốn cái ông tướng này vô đánh cái trận đó, nhưng mà nó không phải là nó dùng cái lời dịu ngọt, à, nó đưa một cái ông tướng dở hơn, biết là thằng này nó dở, nhưng mà bây giờ thay vì kêu cái thằng giỏi này đi, nhưng mà nó không kêu, kêu thằng dở này đi, rồi cái thằng tướng này nó tức quá, trời ơi mình giỏi vậy mà không giao, mà giao cho cái thằng đó, à, thì cái anh này sao? Ảnh nhảy ra, ảnh xung phong, à, để tôi sẽ đi đánh cái trận này. À, thành ra đó, có đôi lúc á, thì nó dùng cái lời ngon tiếng ngọt để nó dỗ mình, nó đưa mình vô chỗ chết, nó đưa vào mình cạm bẫy, vào cái tai hại. Nhưng mà có những lúc á, là nó kích cái tính háo thắng, à, tính kiêu mạn, à, để mình rơi vô cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ cạm bẫy. À, thành ra đó, chúng ta phải sống với trí tuệ. À, thành ra sao? Ở đời người ta nói khôn cũng chết mà dại cũng chết. À, biết là sống. À, chúng ta phải biết rằng cái điều kiện, khả năng, sức khỏe, cái trình độ, cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nó như thế nào, à, để mình nhận những cái trách nhiệm. À, chứ không phải vì háo thắng, à, cái nào mình cũng gánh hết. À, quý vị thấy rằng cái chiếc xe lửa không vậy, cái đầu máy đó, cái mã lực nó bao nhiêu, à, thì người ta sẽ cho nó kéo bao nhiêu toàn. À, chứ còn cái người mà thấy, à, cái đầu máy này nó mạnh quá, rồi nói thêm to nữa, nói thêm to nữa, cuối cùng sao? Quá sức cái mã lực của cái đầu máy thì sao? Nó hư. À, cho nên á, chúng ta phải sống với trí tuệ. À, khi mà mình thấy được cái tâm mà cống cao ngã mạn, nó là phiền não. Mà tự ti mặc cảm, nó cũng là phiền não. Cái người sống với trí tuệ, tức là chúng ta biết mình, nè, chân chánh, nhìn thẳng vào chính mình, quán sát, à, nội tâm chính mình, à, để mình thấy được, à, mình cái điều nào là cần tránh, mà cái điều nào là mình cần phải thực hành. À, thành ra đó, cái trò chơi thôi, quý vị thấy rằng, à, mấy đứa bé mà nó chơi nhảy dây đó, đúng vậy. À, mặc dù là cái trò chơi nó hết sức là đơn giản, à, nhưng mà đó, cái người mà nhảy dây mà hay đó, người ta biết cái thiết thời điểm nào là phải nhảy lên, à, người ta lường trước cái dây đến cái mức độ nào thì mình nhảy lên là nó vừa kịp lúc. À, cho nên là
là nhịp nhàng thì không có bị vướng cái sợi dây. Còn mình ý, mình giỏi, mình ý sức mạnh, mình nhảy lên sớm quá thì cũng không được. Mà mình chần chừ, mình sợ, mình chần chừ thì cũng không được. Cho nên á, trong đời sống cũng giống như mà chơi cái trò chơi nhảy vậy đó. Có những lúc mình phải uyển chuyển mềm mỏng như là nước vậy đó. Rồi có những lúc là mình cũng phải cứng rắn mạnh mẽ. Thì đối với những cái phiền não đó trong nội tâm của mình thì mình phải nhìn thẳng, chân chánh, cứng rắn để mà diệt trừ nó. Còn đối với sự thế bên ngoài cũng vậy, có những lúc mình phải hết sức là uyển chuyển, khéo léo, mềm mỏng. Nhưng mà có những lúc mình cũng phải cứng rắn. Chứ không phải lúc nào cũng cứng mà cũng lúc nào cũng mềm là cũng được. Cho nên á, cái nghệ thuật sống á, là mình phải trí tuệ, mình phải biết những cái lúc nào để mình có cái đối trị cho nó phù hợp, là cái chỗ đó. Thành ra có lúc á, thì mình cũng phải là người trí, mình cũng là người khôn, nhưng mà có lúc mình cũng phải biết khờ dại. Chứ còn mà lúc nào mà mình cũng khôn hết á, là mình cũng chết. Mà lúc nào mình cũng khờ dại á, là mình cũng chết. Cho nên á, cái điều quan trọng là chỗ đó. Có những lúc mình cũng phải nhận trách nhiệm, gánh vác trách nhiệm, nhưng mà có đôi lúc mình cũng phải lánh né, mình tránh né bớt. Chứ còn á, có đôi lúc biết không, mình vì mọi người, cái câu nói vui vui ở ngoài đời đó, mình vì mọi người á, mọi người tưởng mình là mọi, khổ vậy đó. Có những lúc họ thấy mình làm được, làm giỏi, rồi bao nhiêu cái trọng trách gì á, cũng chất lên vai mình. Mà nếu bây giờ á, mình cống cao ngã mạn, kiêu căng, cái gì mình cũng ôm đờm, mình dơ hết, thì có ngày là cục xương sống. Có ngày thì bệnh tật nó đổ ra, rồi là gánh vác nhiều quá thì làm sao mà chu toàn được. Thì bắt đầu lỗi lầm, rồi lúc đó là phiền não nó dấy động tùm lum la hết. Cho nên á, biết thôi bây giờ cái sức khỏe tôi cỡ này á, tôi gánh vác nhiêu đây là vừa rồi. Chứ còn mà nặng quá tôi gánh không nổi. Thì cái thời mà tuổi trẻ ai cũng vậy. Quý vị biết không, hồi còn trẻ, lúc mà đi làm đó, thì lúc đó mấy ông bạn, hồi lúc đó mình cũng mới có 18, 19 tuổi, thì bắt đầu sức của mình thì mình vác một bao xi măng là được rồi. Cái bắt đầu thằng kia nó nhỏ con hơn mình, cái nó nói chứ tao vác hai bao, cái nó vác hai bao nó nổi, nhưng mà bị sao, nó ở giường, nó ở vùng quê, nó vác lúa rồi nó quen rồi, còn mình ở thành, học sinh mới ra trường, rồi đi làm công việc nặng nhọc, mà mình cũng cái tấm cống cao ngã mạn mà mình nói nó nhỏ to hơn mình, nó vác hai bao nổi mà mình lớn hơn, không lẽ mình vác không nổi. Rồi thấy vậy cũng kêu
dắt hai bao à, nhưng mà tại vì mình đâu có dắt nặng quen, đi có mấy bước bị đập cục xương sống rồi à, thấy không? Thành ra đó, từ đó là một cái bài học kinh nghiệm à, nói nhỏ con nhưng mà vì từ nhỏ nó vác lúa vác đồ nó nặng nó quen rồi nó biết. Còn mình á thì mình to con thiệt nhưng mà đều có cái là bị gì mình chưa có từng vác nặng nó quen, cho nên đó là mình cũng muốn chứng tỏ à, cái tính háo thắng à, còn trẻ mà. Thành ra lúc đó là cả gần nửa tháng trời bị cái đau cột sống nó hành hạ đó. Rồi lúc đó mình mới ngẫm nghĩ thấy à, cái đó là một cái là tai hại à, từ đó thì sao biết thân biết phận thôi, cái nào mình làm được thì mình nhận, còn cái nào mình nhắm bề mình không có khả năng không có điều kiện à, thì mình từ chối bớt, mình tránh né bớt à, để mình có cái sự an ổn à, chứ còn á, mà có đôi lúc là mình vì cái tánh à, sốc nổi à, háo thắng à, rồi cái cống cao ngã mạn kiêu mạn nó sanh khởi thì mình sẽ bị nó đè bẹp sẽ chết à, đó thành ra đó à, chúng ta phải à, để đấu trị với cái kiêu mạn thì mình phải quay lại mình quán sát là chính mình à, để mình thấy được những cái nào là phiền não à, những cái nào là những cái tai hại nguy hiểm à, để mình tránh xa nó à, cái kiêu mạn à, cống cao ngã mạn tự phụ kiêu căng à, nó là cũng là tai hại, mà cái tự ti mặc cảm à, cũng là cái tai hại nha. Thành ra đó chúng ta phải biết diệt trừ tất cả những cái chướng ngại, những cái triền trái, những cái thần thúc, những cái trói buộc này à, thì từ đó chúng ta sẽ à, giải thoát nè. Rồi như phát triển các cái pháp chân thật độ nè, mình phải thấy được cái lỗi lầm của chính mình kiên quyết mình sửa đổi, rồi mình phải thấy được cái tốt đẹp của người khác để mình học hỏi, để mình tiến bộ. Nên thành ra đó cái chân thật độ mà của đến bậc chánh đẳng chánh giác thì quý vị biết rằng à, trước mặt người cũng nói như vậy, cũng hành như vậy, không có mặt người cũng nói như vậy, cũng hành như vậy à, cho nên là Đức Phật dạy những cái pháp nào mà Đức Phật hành, và Đức Phật cũng thực hành đầy đủ những cái pháp nào mà Đức Phật dạy à, cho nên đó, cái đó là đạt đến gọi là cái chân thật độ à, đến bờ cao thượng à. Thành ra mình á, bây giờ mình phàm nhân, mình tập từ từ thôi, mình chân thật à, với chính mình à, là tốt rồi à, sách chá parami là được rồi, ráng à, ráng mình thấy được à, cái điều nào là mình còn non yếu, yếu kém, khuyết điểm à, để mình chấp nhận, để mình bổ sung à, mình thấy để mình sửa đổi, chứ không phải là tự ti thôi kệ nó, tôi dở tôi chịu vậy đó, ai giỏi kệ họ đó, cái mới đó là tự ti à, còn chúng ta thấy được cái chỗ mà mình còn yếu kém à, những cái nào còn khuyết điểm à, những cái mình còn sai lầm để mình sửa đổi, thì cái đó là chúng ta nhìn thẳng vào à, cái
cái sự chân thật đối với chính bản thân mình. Mình không có quanh co, bao biện, né tránh, rồi để mà biện bạch này kia nọ, để mình tránh né những cái lỗi lầm, cái thiếu sót của mình. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật thì cũng có những cái hiểu biết qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, cũng như qua những cái sự tìm hiểu trong các cái phần chú giải, thì cũng xin chia sẻ với quý vị trong đạo tràng đôi điều về cái lời dạy của Đức Phật ngày hôm nay. Thì với phước báo này, kính trọng mong chư tôn đức trưởng lão có thể ca ngang, và cũng kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức để chúng ta áp dụng vào trong đời sống, để tu tập, để có được sự tiến bộ tốt đẹp, để có sự an vui trong đời sống hiện tại, và hướng đến hạnh phúc giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sâm Ca Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức có thể bổ khuyết thêm, cũng như mời quý tu nữ và quý Phật tử cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tổ Thanh. Mặc dù sức khỏe sư không có tốt, nhưng sư cũng ráng vào đạo tràng để cho chúng con được học bài pháp ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và còn thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng nước ở tỉnh thất thiện hữu, xong rồi sư nghỉ ngơi trong giây lát để con mời đạo tràng. Nếu có vị nào có câu hỏi, con cung thỉnh sư trở lại ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn sư Trần Đạo. Cảm ơn chị Metta. Dạ, sư Trần Đạo vào sau. Trần Đạo có nghe được hết cái thời giảng của thượng tọa Pháp Thanh không? Trần Đạo có câu hỏi gì không? Thì cứ đưa bàn tay lên chia sẻ và hỏi nghe thượng tọa Pháp Thanh để ngài giảng thêm cho đạo tràng chúng ta hiểu được hơn một chút, nhất là Nhật Quỳnh. Và như là Nhật Quỳnh cũng thấy nước mắt và con tim, lúc nãy cũng rất là hoan hỷ cái thời giảng của thượng tọa Pháp Thanh. Và Nhật Quỳnh có thể mời bàn tay của nước mắt và con tim không ạ? Dạ, có thể mời bàn tay nước mắt và con tim cầm mic để chia sẻ hiểu biết hoặc là hỏi ngài về cái bài giảng ngày hôm nay không ạ? Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, nước mắt con tim có nghe được Nhật Quỳnh nói không? Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh thấy chát chát lên, nhưng mà đạo tràng thì ngồi im để nghe lời của thượng tọa Pháp Thanh giảng, mà Nhật Quỳnh thấy nước mắt và con tim rất là hỷ dưới lời giảng của thượng tọa. Vậy nước mắt và con tim có thể cầm mic được không ạ? Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, bây giờ thì cũng không có thấy, không có thấy trước mắt. Dạ. Và giờ Nhật Quỳnh kính mời Sức Kim và Quỳnh Minh Tâm và chị Meta, và kính mời bàn tay của quý vị ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chị Meta có cầm mic không chị? Dạ, chị có hỏi gì với ngài không? Dạ, mic con ấy rồi bạch sư. Dạ, hơi mic con ấy thôi con hỏi. Dạ, sư cho con hỏi lúc nãy con nghe sư giảng về kiêu mạn. Thì cho con hỏi có hai cái trường hợp như gì thì Phật tử như chúng con thì phải hành xử như thế nào để gọi là đúng pháp, gọi là đúng lời Đức Thế Tôn dạy. Trong pháp không nghe được hay chạy mất tiêu rồi. Dạ, thì con nghe một khi mà có một người thì không có nói cái gì cũng gọi là ta là giỏi, ta là hay biết, ta là này thế này hay kia. Thì có những trường hợp, ví dụ con đi, nói bản thân con đi cho nó dễ hiểu. Ví dụ như con chia sẻ một điều gì đó thì con muốn mọi người phải nghe con, là cái ý nghĩ con là đúng, việc làm con là đúng, thì con mong muốn mọi người phải nghe mình. Rồi một việc khác, thí dụ như con chia sẻ một điều gì đó thì con chia sẻ xong thì con nói ồ đừng nghe tôi nghe, nghe tôi là một người vô minh, người thế này thế kia thế nọ, đại khái là mình nghe rất là nhún nhường. Dạ, thượng tọa Pháp Thanh chỉ dùm cho con, trong hai trường hợp như gì thì cái nào là kiêu mạn nhiều? Dạ, cái là bắt mọi người phải nghe mình chia sẻ, mình bắt mọi người phải nghe mình như thế này thế kia. Cái thứ hai là mình chia sẻ không người biểu thôi đừng nghe, tại vì mình vô minh, mình thế này thế kia. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh trở lại đạo tràng ạ. Sư có thể chỉ dạy cho con để con có thể tu tập sao cho nó tốt theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sư dùng nước chưa bạch sư? Sư có trợ mãi mãi chưa cho con một tín hiệu ạ? Dạ, con kính nhân Bích Đinh sư. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Thầm Thầy. Dạ. Nam Mô Sân Thầy. Dạ. Dạ, không biết là quý vị nghe có rõ không? Giờ là mưa lớn quá nó cũng hơi ồn. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh với cảm ơn cô Meta. Thì bây giờ sư lấy cái ví dụ là hai ông thầy thuốc đi. Một ông á, bây giờ sau khi mà bắt mạch, ông ta hốt thuốc cho cái người bệnh nhân. Thì ông ta nói bây giờ đó là tôi hốt thuốc vậy là đúng rồi đó, không có ông thầy nào mà giỏi hơn đâu, về cứ uống đi, uống là hết bệnh. Thì cái ông này đó là cái tánh ổng kiêu mạn nữa. Tại vì á quý vị biết rằng những cái phương thuốc á thì nó giống nhau, nhưng mà có đôi lúc mỗi cái thể trạng, cái cơ địa của mỗi người bệnh nhân nó khác nhau. Cho nên đó là bây giờ mình hút một hai thang gì đó, người ta uống xong rồi người ta mình mới biết để mình gia giảm, cái nào mình cần tăng, cái nào mình cần giảm. Còn mình tự thụ kiêu căng, mình nói là vậy là tốt rồi đó, ở đời là không ai hơn tôi đâu, tôi là qua đà tái thế rồi đó, thì cái đó là sai lầm, không được. Thành ra đó mình cũng hốt thuốc cho người ta, nhưng mà mình nói là thôi bây giờ lấy tạm hai thang ba thang này về uống đi, uống 2-3 ngày rồi trở lại đây tôi bắt mạch,
rồi coi coi sao rồi tính tiếp. Thành ra đó mình phải chờ người ta uống để người ta có cái cơ thể của người ta nó như thế nào để mình biết như vậy thì những cái vị nào là mình phải tăng thêm, những vị nào mình phải giảm bớt lại. Thì khi mà mình chia sẻ những cái hướng dẫn cho người ta cái gì đó cũng vậy, mình đừng có áp đặt bắt buộc, mà mình khéo léo mình chỉ dẫn, rồi người ta trình bày như thế nào đó mình thấy. Thành ra đó, khi mà quý vị mà có dịp mà đi đến những cái trường thiền, quý vị học thiền thì các ngài thiền sư cũng dạy theo cái lời dạy của Đức Phật, những cái phương pháp của Đức Phật. Nhưng mà nó người ta hướng dẫn từng bước. Bây giờ là vô sơ cơ, vô là phải đi thì theo dõi như thế này, ngồi thì theo dõi như thế này, thế này, thế này. Qua một tuần mình trình pháp, mình nói là bây giờ theo cái phương pháp như vậy, giờ ngồi như vậy, như vậy đạt được thế này thế khác đó. Thì dựa trên cái đó rồi các vị thiền sư người ta mới hướng dẫn chỉ tiếp cho mình từng bước từng bước. Thì mình sẽ an ổn đó. Thế còn mà mới vô mà bây giờ mình cao siêu quá thì mình không chịu lắng nghe thì cũng không phải, mà mình nghe rồi mình thực hành không đúng thì cũng không phải, mà mình áp đặt là cũng không phải. Cho nên quý vị thấy rằng cái khéo điều phục của Đức Phật đó, là Đức Phật quán xét tùy theo đối tượng, tùy theo đối tượng rồi Đức Phật chọn những cái phương pháp phù hợp để cho đối tượng đó đạt được những cái điều mà lợi ích cao nhất. Chứ Đức Phật không phải là ra quy định một cái khuôn mẫu cứng nhắc rồi mình thực hành. Thành ra đó quý vị thấy rằng đó là tại vì căn cơ của chúng sanh, trình độ của chúng sanh nó nhiều hạn, cho nên là có tới 84.000 pháp môn, chứ không phải là mình phải học hết 84.000 pháp môn. Rồi á, tùy theo những chúng sanh nào hữu duyên thì Đức Phật mới tế độ. Chứ Đức Phật không có lăng xăng đi tế độ tất cả chúng sanh ở thế gian. Những chúng sanh nào hữu duyên, xét thấy những chúng sanh đó hữu duyên thì Đức Phật sẽ tế độ, hoặc là chúng sanh đó tìm đến, hoặc là Đức Thế Tôn phải tìm đến để tế độ cho chúng sanh đó. Rồi nếu mà Đức Phật xét thấy những cái chúng sanh này nó hữu duyên với các cái vị trưởng lão, có nhiều khi Đức Phật cũng chỉ định ngày Sariputta, ngày Moggallana, hay là ngày Ananda để đi đến để tế độ cho những chúng sanh đó, chứ không phải là tất cả chúng sanh đều do Đức Thế Tôn tế độ hết. Cho nên là chúng ta thấy rằng các bậc thánh, các bậc thánh nhân, các ngài phải làm những công việc mà các ngài phải làm. Chứ còn nếu mà không phải công việc của các ngài không có ôm đầu, các ông ngài không có tranh cạnh để làm đó. Còn phàm nhân mình á, có nhiều khi mình còn ham muốn trong cái sự tán thán, sự khen ngợi nào kia, cho nên có đôi lúc mình còn tranh công. Còn đối với các ngài thấy rằng ngài phải làm cái công việc này,
Ngài phải lên cõi trời để thuyết pháp, để tế độ cho cái vị chư thiên là hoàng hậu Maya, để trả ơn sanh thành của cái vị chư thiên. Rồi hay là ngài phải đi từ Bồ Đề Đạo Tràng mà đi qua chỗ năm vị Kiều Trần Như, thay vì ngài dùng Phật thần thông ngài đi, nhưng mà ngài thấy rằng có cái vị đạo sĩ cần phải được ngài tế độ. Mà bây giờ mặc dù là không, vị này không đắc quả, nhưng mà nhờ cái này làm cái nhân, làm cái nhân, làm cái duyên, để sau này cái vị này sẽ đạt đến đạo quả. Cho nên là Đức Thế Tôn phải đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng mà qua bên cái vụ khu rừng của năm vị Kiều Lần Như đang ngự đó. Cho nên á, có những việc mà chỉ có Đức Phật làm được những cái việc đó mà thôi nè. Cho nên đó là khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta cũng phải biết tùy theo đối tượng, và mình cũng biết bây giờ là ở đây là cái này thì theo kinh, theo luật, theo những cái sự chú giải, những cái lời dạy của các bậc trưởng lão. Nhưng mà bây giờ anh nghe rồi anh phải tự mình suy tư quán sát để anh thấy được. Nếu mà anh thấy được đúng thì anh đem ra anh thực hành. Còn nếu mà anh thấy không hợp thì thôi, anh có quyền sửa đổi, anh có quyền ấy. Đó, thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật đó là ngài hướng dẫn một cái phương pháp để tự mình lựa chọn, ngài không áp đặt, ngài không áp đặt ai hết. Ngài mặc dù là ra cái điều luật năm giới, nhưng mà tùy theo, ngài không phải bắt buộc tất cả phải tất cả đều phải giữ năm giới hết. Bây giờ mình thấy mình khả năng giữ được bốn giới thì tốt, được bốn giới, còn một giới này đó mình ráng để mình giữ. Chứ không phải là như những cái tôn giáo khác tất cả đều phải giữ đầy đủ năm giới, không giữ cái đó là bị trừng phạt, mà bị đày vào quả ngục. Cái này thì khác. Còn cái này đối với đạo Phật, trên tự tinh thần tự giác giác tha, mình hướng dẫn, chỉ dẫn, chia sẻ, nhưng mà người ta cho người ta cái quyền lựa chọn, được thực hành theo cái điều của người ta, không có áp đặt. Thành ra đó, ở trong đời sống quý vị thấy rằng cái hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cái mà mình làm theo cái điều mà mình muốn. Hồi mình còn nhỏ, có nhiều lúc mình muốn làm công việc này, nhưng mà cha mẹ cản trở, áp đặt phải làm cái này, phải làm cái kia. Thì quý vị thấy rằng đó, quý vị có bất bình, có thấy khó chịu không? Cho nên là mặc dù chúng ta nói lời chân chánh, nói lời chân thật, nhưng mình không áp đặt, mình để cho người ta có quyền, người ta suy tư, kiểm tra, rồi người ta quyết định, mình có ép buộc người ta. Còn mà mình cứ ỷ, mình áp đặt, lời này tôi nói trong kinh là của Đức Phật nói nha, phải nghe, phải thực hành, không thực hành là không được, thì cái đó là nó sai rồi.
Lời này á, là tôi cũng học hỏi từ trong kinh, và tôi cũng tìm hiểu qua lời dạy hướng dẫn của các bậc trưởng lão, rồi bản thân tôi thì cũng có thực hành, cũng có chút ít hiểu biết, thì bây giờ chia sẻ với quý vị. Nếu mà quý vị thấy mà nó phù hợp thì quý vị hành theo, đừng áp đặt người ta. Thì cái đó là mình không phải là mình, khi mà mình tỏ ra mình áp đặt thì cái đó là cái kiêu mạn. Mình cho người ta cái quyền lựa chọn, giống như Đức Phật vậy. Ngài giảng giải rồi Ngài phân tích cái điều đúng, điều sai, cái điều thiện đem đến an vui, cái bất thiện đem đến sự khổ đau. Nhưng mà có nhiều người khi mà người ta tự nguyện, người ta xin quy y Đức Phật, Đức Phật còn khuyên là với những người mà có cái địa như ông vậy đó, thì ông cần phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định một cái vấn đề gì đó. Thành ra quý vị coi lại trong kinh ấy đó, chứ Đức Phật không có, không phải ai đến nghe Đức Phật dạy Đức Phật rồi bắt phải quy y hết, không có. Cho nên á, là Đức Phật để cho chúng ta có một cái quyền tự do quyết định. Khi nào mình giác ngộ, mình hiểu biết được rồi, mình tự nguyện mình thực hành theo. Thì Đức Phật không có, không có ra một cái khuôn mẫu, một cái ấy rồi bắt buộc mọi người phải theo. Thành ra chính vì cái trí tuệ của Đức Phật, rồi cái sự mà tế độ của Đức Phật nó khác hơn với các tôn giáo khác, mà quý vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật trải qua gần hơn 2600 năm, cho đến nay áp dụng vào cái đời sống, trong cái xã hội, trong cái hiện tại bây giờ, nó cũng vẫn còn phù hợp. Cho nên là chúng ta trong đời sống vậy, bây giờ với những cái người thân bằng quyến thuộc, những bạn bè thân hữu, khi nào người ta nào muốn tìm hiểu thì mình cũng hướng dẫn, chia sẻ. Nhưng mà mình nói là bây giờ là cái này điều tôi cũng học hỏi, nhưng mà nghe rồi tự suy xét, rồi cái nào đúng thực hành theo, đem đến lợi ích thì thực hành. Còn nếu mà thấy không thích hợp thì có quyền, ví dụ như bây giờ một cái người đầu bếp vậy, khi mà người ta làm đến món ăn thì có những người họ ăn hợp khẩu vị họ khen, còn có người mà họ không hợp khẩu vị họ chê, thì cái chuyện đó là của người ta. Người ta có quyền bình phẩm, có quyền khen, có quyền chê. Mình đừng có nghe người ta khen mình mừng, mà mình đừng có nghe người ta chê mình buồn. Cái chuyện mà là thế gian là nó vậy. Nếu mà ai thấy hợp thì đã thích, đã theo. Ai thấy không hợp, không thích thì thôi. Mình đừng áp đặt, có bó buộc phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, là cái điều đó không đúng. Thì cũng xin giải đáp, chia sẻ với cô Nhật Quỳnh. Cầu chúc cô mạnh khỏe, an vui. Nếu mô của thầy á. Dạ, sa thú con thành kính lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của con. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn và cảm ơn chị Meta. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con rất là hoan hỷ khi nghe sự trả lời câu hỏi của con. Bây giờ thì Châu Nguyễn vào sau, rồi chị Meta thì ở trong đạo tràng từ lúc sư giảng tới giờ, nên là Nhật Quỳnh kính mong đạo tràng, những vị vào sau cũng như những vị đã vào lâu rồi
xin chia sẻ hoặc có câu hỏi đối với bài giảng của Thượng tọa Pháp Thanh. Mặc dù hôm nay sức khỏe của sư không có được tốt, nhưng sư cũng cố gắng vào đạo tràng để giảng giải. Thì kính mong đạo tràng có ý kiến như thế nào, có cõi như thế nào trong bài giảng của sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Quyển nè, Phổ Biển có nghe Nhật Quỳnh không Phổ Biển? Phổ Biển, Phổ Biển. Phổ Biển đâu rồi? Phổ Biển Quy Nhơn đâu rồi? Chắc ở ngoài biển rồi phải không? Để cái nít đây mà ở ngoài biển rồi phải không Phổ Biển? Bữa nay có khỏe không? Ngày hôm qua thì sư ngài giảng pháp cú thì nói bệnh. Rồi bây giờ thì có khỏe không? Hay là cũng bệnh giống như hôm qua nữa rồi? Hay là ở ngoài biển thì Phổ Biển? Mất tiêu, không thấy nhúc nhích gì luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ, chị Metta có câu hỏi và có ý kiến gì không chị Metta? Quỳnh Minh Tâm, Xích Kim, Xích Trần Đạo. Dạ, kính mời đạo tràng. Rồi, có Quỳnh Minh Tâm trước máy rồi. Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi gì không? Kính mời Quỳnh Minh Tâm. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Quỳnh Tâm nói là không có nghe Thượng tọa Pháp Thanh giảng. Dạ, Châu Nguyễn mới vào, có câu hỏi gì không Châu Nguyễn? Thích Trần Đạo. Dạ, để con hỏi hoài kỳ quá bạch sư. Phổ Biển chạy mất hả? Đúng rồi, Phổ Biển rồi. Nghe Nhật Quỳnh kêu sợ quá chạy mất luôn rồi Phổ Biển. Châu Nguyễn. Dạ, mà bây giờ Châu Nguyễn có câu hỏi không? Hay là không hiểu bài này chỗ nào không? Chưa biết gì hết luôn hả? Vô nãy giờ cũng lâu rồi chứ bộ. Dạ, thôi bây giờ Nhật Quỳnh hỏi tiếp một câu nữa nha. Dạ, nói tiếp một câu nữa để kính mong đạo tràng hiểu thêm bài giảng của Thượng tọa Pháp Thanh, để có những cái chia sẻ, những cái hiểu biết trong cái bài giảng này. Dạ, bà sư. Lúc nãy con nghe sư nói là Đức Thế Tôn thì Ngài nói những pháp nào Ngài đã làm, và Ngài làm những cái pháp nào Ngài đã nói. Thì mà bạch sư, sư giải thích thêm cho con hiểu như vậy, có phải là Ngài nói sao Ngài làm gì, Ngài làm sao Ngài nói vậy? Tức là mình phải đối với bản thân con đi. Ví dụ như con chia sẻ một điều gì trong đạo tràng, ví dụ như không nói trong đạo tràng nữa, nói trong gia đình con đi. Dạ, con cháu con phải biểu nó con phải không được sát sanh. Dạ, con hành kính đảnh lễ đại đức Phật Quang vừa vào đạo tràng. Con không biểu nó đừng sát sanh, hoặc con biểu nó phải bố thí. Hai vấn đề nhỏ vậy đi. Thì có phải là con phải làm gương trước để mình dạy con cháu mình không bạch sư? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, con kính nhân bích đến sư uống nước chưa bạch sư? Con thấy bây giờ sư đỡ ho hơn lúc mới đầu vô giảng rồi đó. Bây giờ sư có trở lại máy chưa bạch sư? Sư dùng nước chưa? Nếu được thì con cũng thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Ga giá. Dạ, thì trong cái pháp mà chân Phật độ thì các vị trưởng lão dịch là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, trước mặt người cũng nói như vậy, cũng hành như vậy.
không có mặt người cũng nói như vậy, cũng hành như vậy nha. Thì quý vị thấy rằng tất cả các pháp mà Đức Phật thực hành từ khi mà Ngài còn là Bồ Tát, chưa chứng đắc quả vị, cho đến khi mà Ngài vô dư niết bàn, thì tất cả những pháp nào mà Ngài hành, Ngài dạy, mà Ngài dạy như thế nào thì Ngài hành như thế đó. Đức Phật dạy chúng ta là phải có sự nỗ lực tinh tấn. Thì quý vị thấy rằng từ lúc mà còn thực hành cái pháp khổ hạnh, Ngài đã nỗ lực tinh tấn một cách phi thường. Cho đến khi đêm thành đạo, Ngài cố gắng diệt trừ tất cả những cái chướng ngại, hay là gọi là ma chướng, tức là những cái pháp mà cản trở, để diệt tận tất cả các phiền não để đạt đến thánh đạo thánh quả. Rồi cái sự nỗ lực tinh tấn của Ngài á, không phải là khi mà đạt đến đạo quả rồi Ngài dừng lại, mà từ giây mà Ngài chứng đắc đạo quả cho đến khi mà Ngài vô dư niết bàn, Ngài cũng không ngừng nỗ lực tinh tấn. Rồi luôn luôn là Ngài thực hành với trí tuệ. Thành ra đó, tất cả những cái pháp nào mà Ngài thực hành, Ngài chứng đạt, thì Ngài hướng dẫn tận tường để chúng sanh thực hành theo. Cho đến giây phút mà Ngài sắp sửa vô dư niết bàn, Ngài cũng nhắc là này chư tỳ khu, các hành là vô thường, các pháp là vô ngã, phải cố gắng nỗ lực, không nên dễ. Thành ra đó, chúng ta phải thấy rằng không có một cái vị giáo chủ nào như Đức Phật. Cái lời dạy của Ngài luôn luôn theo cái hành động của Ngài, cái hành động của Ngài luôn luôn theo cái lời dạy của Ngài. Có nhiều vị, hay là có nhiều ở trong đời sống, cha mẹ thì dạy con một đàng, mà mình thì mình làm nẻo. Đứa nhỏ nó mới biết chọc chỉnh, mới tập nói, cái dạy nói tầm bậy. Mà bản thân cha mẹ cũng nói, hay nói tục, nói này kia. Rồi dạy đứa bé nói ấy, rồi hồi lúc mà nó còn nhỏ đó, dạy nó nói bậy mà nó cười vui. Nó tưởng đâu như vậy là đúng, cái mai mốt cái bắt đầu nhỏ nó lớn lớn rồi bắt đầu nó nói lại với nó, cái đánh nhỏ nè, mày nói lớn mày đặt nó bậy nè. Nhưng mà bản thân mình á, mình cũng nhìn lại, có đôi lúc á mình cũng nói sai, nói dối này kia nọ nè. Rồi cũng văn tục mùm lum la, mà nhỏ bắt trước, nhỏ nói thì bị đòn. Thành ra đó, phàm nhân nó bất nhất, còn đối với các bậc thánh nhân thì các ngài là, bởi vì cái sự chân thật của ngài mới đạt đến cái mức độ là bờ cao thượng. Còn mình á thì nói đôi lúc nó cũng có đó, nó cũng có, nhưng mà nó chưa được. Có đôi lúc nó cũng còn ngã nghiêng ngã ngửa, xiên bên này xiên bên nọ, có đôi lúc cũng còn bảo thủ, có đôi lúc là cũng còn cố chấp, cũng còn bao biện. Ra đó thì mình phải thấy được cái đó để mà chúng ta sửa đổi. Ra đó cái vấn đề mà trong cái câu mà cái bài Karani đó,
một cái câu mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Chân chánh, hoàn toàn chân chánh, chân chánh với chính bản thân, chân chánh với các cái thiện pháp trong nội tâm mình, rồi mình phải chân chánh với những người xung quanh. Rồi sao? Khi mà mình lỗi lầm, mình đọc cái bài sám hối, đọc bài sám hối không phải là để đọc ở trước Đức Phật để mà Đức Phật xá tội, nhưng mà chúng ta phải đọc để chúng ta tự phản tỉnh coi trong nửa tháng đó đó, trong năm cái giới đó mình còn có phạm cái giới nào không, để mình suy tư, mình phản tỉnh, mình xem xét để mình sửa đổi. Thì khi mà mình suy tư, phản tỉnh, xem xét, sửa đổi, đó là mình chân chánh với chính mình, mình mới thấy được cái lỗi của mình, mình mới sửa. Còn nếu mà nói không có đâu, đâu có, trời ơi đâu có, tôi có lỗi gì đâu. Đó, thành ra làm sao mà mình thấy được những cái thiếu sót, những cái lỗi lầm để mà mình sửa. Nên cái điều quan trọng để chúng ta tìm hiểu, sửa đổi cái tánh ngã mạn, kiêu căng, là chúng ta phải thấy cái lỗi của mình, rồi chúng ta phải nhìn lại, tự phản tỉnh, tự nhìn lại mình, đừng có nhìn ra bên ngoài. Thì trong pháp cú kinh á, nói sao, lỗi người dễ thấy lắm thay. Tại vì mình cái tâm mình cứ chạy ra bên ngoài, mình nhìn ta không à, mình không nhìn lại mình. Lỗi người thì bàn bãi tính ba, lỗi của ta thì mình bàn tán thế này thế khác, nhưng mà lỗi của mình, khuyết điểm của mình, những cái sai phạm, những xíu sót của mình thì giấu kín, có mà nói không. Cho nên như vậy thì mình sống mình còn bao biện, mình che đậy, mình chưa phải là chân thật. Cho nên là cái chân thật ở đây là thật ra đó, là mình phải chân thật với ngay chính bản thân mình trước. Còn cái chuyện mà đối với thân bằng uống thuốc với xã hội là cái đó rồi. Nhưng mà chúng ta phải có cái chân thật với chính mình là cái điều quan trọng nhất. Thì từ đó để mình mới có sự tiến bộ, mới sửa đổi những cái sai lầm. Thành ra là chúng ta học pháp là để gì? Để chúng ta hiểu biết, để chấn chỉnh, cải chánh tri kiến, để sửa đổi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đi theo cái con đường chân chánh. Đó là mình gìn giữ cái gọi là cái thực hành cái chân thật độ. Thì cũng xin giải đáp với cái thắc mắc của cô Nguyệt Quỳnh. Bây giờ thì xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy á. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, nhà con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của con về pháp chân thật. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm sư Nam Nguyên Diệu Hoàng Nam Nhau Đạo Tràng. Dạ, con cung thỉnh với ngài
Dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, đại đức Pháp Trang nãy bài là đạo tràng, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn chị Meta. Chị Meta có thể cầm mic được không chị? Dạ, nãy giờ chị nghe sư giảng rồi Nhục Bình cũng hỏi mấy câu rồi, chị có cầm mic được, có hỏi điều gì không ạ? Dạ, chị Meta cho Nhục Bình mình một tín hiệu, Nhục Bình nhường mic đến chị ạ. À, dạ Nam Mô Bích Tha. Giá dạ, dạ chị chắc chị Meta bận rồi không thấy tín hiệu của chị Meta. Dạ con không biết thượng tọa sư Nam Nguyên vào đậu tràng có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh của con không? Sư có cập được cái nick này không bạch sư? Nam Mô Bích Tha. Giá dạ, dạ thượng tọa Thanh Tâm có nghe được âm thanh con không? Sư đang bận. Dạ con trì ơn sư. Dạ đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ bữa nay thượng tọa Pháp Thanh giảng bài. Dạ không có thắc mắc gì. Dạ thượng tọa Pháp Thanh giảng bài học ngày hôm nay có lẽ sư nói quá rõ ràng nên là trong đạo tràng không ai thắc mắc. Dạ, con thấy đại đức Pháp Trang vào mà chắc sư cũng để cái nick đây để ủng hộ đạo tràng thôi. Còn ngài Tri Đức thì cũng đã rời rút rồi. Sư đang ăn sáng. Dạ. Dạ con. Dạ con xin sám hối với sư. Dạ Nam Mô Bích Hà. Dạ. Dạ con tại mê mít con băng ế quá sư. Rồi nên con thỉnh sư thôi. Mà sư đang dùng sáng thôi. Dạ. Dạ con hỏi hoài con thấy con mắc cỡ quá bạch sư. Nên con mong đạo tràng cứu con. Dạ, chứ con hỏi tới hỏi lui hoài con mắc cỡ quá. Sao ơn giảng ai cũng hiểu hết, thượng tọa Pháp Thanh giảng ai cũng hiểu, có một mình con không hiểu quá. Dạ, con cứ hỏi tới hỏi lui hoài tự nhiên cảm thấy mắc cỡ. Dạ. Thôi bây giờ không ai hỏi, con hỏi tiếp. Dạ, không ai hỏi, con hỏi tiếp. À, dạ bạch sư, bây giờ sư chỉ giùm cho con, giải thích cho con cái câu này nè. Yeah, cái câu để con phát ra cho sư thấy cái câu này. Độc thân rừng núi nhưng mà có cái dấu ngoặc là giới. Vậy sư giải thích giùm con tại sao độc thân trú rừng núi mà có cái chữ giới trong này là ý nghĩa sao bà sư? Dạ sư giải thích giùm con, có phải là mình độc thân, mình ở rừng núi nhưng mà cái núi này rừng này là trong trong giới phải không bà sư? Dạ sư chỉ dạy cho con kính nhân bích đến sư ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Ma Giá. À, nãy giờ trời mưa quá mà mít ế nữa, thầy mít mắc mưa rồi. À, chắc không ấy thì đóng cửa nghỉ sớm. À, cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh nói là độc thân trú rừng núi thì ở đây á là chúng ta hiểu rằng á bây giờ á cái những cái tham sân si phiền não thì nó giống như là núi rừng vậy nè. Cái phần mà giữ giới là mình tự mình phải làm chứ đâu có ai mà giữ giùm mình được, hiểu không?
Bây giờ phiền não ở trong nội tâm thì mình phải tự mình chữa trị lấy à, chứ không ai chữa giùm mình hết à. Thì tham sân si à, là những cái chất độc à, nó che mờ, nó là chướng ngại, trở ngại à. Thành ra đó, khi mà chúng ta phải hiểu biết, phải nỗ lực tự mình, thành ra đó cái con đường mà Đức Phật dạy à, là cái con đường độc nhất. Ê cá gián hồ mắc gô, ngoài cái con đường này là không có con đường nào khác. Mà trên cái con đường này có một người đi thôi, không ai đi giùm mình được hết à. Thành ra đó, những cái phiền não chướng ngại ở trong tâm à, những cái tam độc tham sân si à, chính mình phải tự mình chữa trị lấy à, tự mình phải tự nguyện à, con xin gìn giữ không sát sanh, con xin tự nguyện gìn giữ không trộm cắp à. Còn bây giờ đâu có ai giữ cái giới sát sanh để cho mình tránh được cái sự tàn hại chúng sanh khác à, đâu có ai giữ giới để mà mình tránh được cái sự tham muốn trộm cắp là chiếm đoạt tài sản người khác. Nó thành ra ở đây đó, là chúng ta phải hiểu à, Đức Phật như nãy nữa à, Đức Phật chỉ dạy chúng ta những cái phương pháp thực hành à, phân tích thấy à, nếu bây giờ mà không có giữ giới sát sanh á, đoạt mạng chúng sanh khác, gây tổn hại đau khổ chúng sanh khác à, thì chúng ta gieo những cái nhân bất thiện, chúng ta phải gánh vác những cái hậu quả khổ đau à. Rồi bây giờ cái điều này mình phải học, mình hiểu và mình phải tự nguyện mình thực hành, mình gìn giữ à, thì mình sẽ tránh xa được những cái tội lỗi à. Cho nên á, khi mà chúng ta tự nguyện gìn giữ cái học giới à, cho trong sạch tốt đẹp thì chúng ta được một cái phước à, mà mình phải tự mình thực hành à, không ai thực hành thế cho mình được hết. Và khi mình thực hành như vậy thì một cái phiền não nó được đè nén à, được vượt qua, được khống chế à. Còn nếu mà mình dễ vui, mình không gìn giữ, mình buông lung à, thì như vậy á, mình để cho phiền não nó khống chế, nó sai sử mình à, thì mình dính vào những cái bất thiện à, những cái quan trái, những cái nghiệp xấu trong đời sống hiện tại, và đi đến những cái cảnh giới khổ đau trong ngày vị lai à. Cho nên ở đây là mình phải thực hành cho chính mình à, chứ không ai thực hành thế mình à. Thành ra cái con đường giải thoát là mình phải tự mình đi à, mình phải tự mình thực hành để mình đạt đến à, đạo quả sẽ đến với những người à, nỗ lực không ngừng à, thực hành đầy đủ các cái bổn phận, các cái nhiệm vụ à. Chứ còn không ai mà thực hành thế à, những cái nhiệm vụ đó để mà mình đạt được đâu à. Cho nên là à, cái câu này thì à, chúng ta phải hiểu là như vậy à. Tức là mình phải an trú trong giới à, để vượt qua những cái phiền não à, rồi tự mình phải tự phản tỉnh xem xét à, để mình đối trị với những cái phiền não à,
những cái chướng ngại để từ từ chúng ta cởi bỏ, chúng ta chặt đứt những cái xiềng xích, những cái trói buộc của phiền não ở trong chính cái nội tâm của chúng ta bằng cái giới. Thì lúc đầu thì ta phải có sự ngăn ngừa, phòng hộ để tránh xa. Rồi đến khi nào mà chúng ta dùng những cái pháp, những cái chi pháp, chi thiền để đấu trị, cho đến lúc mà chúng ta chứng đắc các thánh đạo, thánh quả, thì tùy theo từng mức độ mà nó sát trừ những cái phiền não ở trong nội tâm chúng ta. Thì nếu mà đạo tràng không còn gì để mà thảo luận thì có thể là cô Nhật Quỳnh sám hối để rồi kết thúc sớm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân thượng thọ phát thanh rất là nhiều. Nhưng mà trong lúc sư giảng dạy câu hỏi của con đó, con chợt con nghĩ ra một điều của sư chỉ giùm con á. Dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, bạch sư, con thấy cái này hình như là con bị cố chấp. Ví dụ như một bài học đi, dạ, một câu cấp cứu hoặc một bài học của Huynh Kinh đi, mà đưa ra cho con thì nó là một cái màu đen, rồi nó coi như nó lộn xộn sàn ngầu vậy đó. Lộn xộn ngầu có nghĩa là chép từ email ra nó thì sư cũng biết rồi đó, thì nó rất là lung tung. Nhưng mà con thì con không bao giờ muốn đưa cái bài học lên như vậy, nên con phải sắp xếp lại, rồi con phải cho màu, rồi cho coi như là cái màu này cái màu kia nó phải cách biệt rõ ràng cái gì, rồi chữa cho chữ nó to lên, nó đậm lên để mọi người đọc thấy rõ ràng. Thì con bỏ rất là nhiều thời gian trong cái những cái bài học như vậy. Thì con bạch sư, như vậy con có cố chấp không? Coi như cái này là con có chấp thủ bạch sư, và sư chỉ dạy dùm con có nên làm hay không, hay là con cứ kệ, đưa sao thì bớt ra vậy, miễn mình để những cái mà gọn lại để bao thoát nó cho bớt ra là được rồi. Sư chỉ dạy cho con phải nên làm như thế nào. Tại vì giống như lúc nãy sư cũng giảng là nếu mà mình ôm đờm nhiều quá thì mình dễ bị sai lầm, mà cái này dễ bị sai thì cái này thì con đã bị rồi. Dạ đúng là như vậy, nhiều khi làm nhiều quá mắt mình nó hoa lên, mình nhìn không có rõ được cái chữ, mà cái khi mà mình làm bài á, thì mình không thấy đi. Thí dụ như ở lên lớp học của Tháp Nam Mã Công Nghiệp, khi mình làm bài thì mình không thấy, nhưng mà khi mình post ra rồi thì mình thấy. Ví dụ có khi con làm sai ngày, có khi con làm sai thứ luôn á. Dạ, nhưng mà không, lúc trước thì con làm một tuần đủ 7 ngày, bây giờ thì nói chung là cũng có những gì vào phục vụ rồi, nên con làm một tuần có 2 ngày thôi, còn lại những ngày khác ấy thì con chạy trốn. Dạ, con chạy trốn từng trường hợp đó, đặc biệt quá mà cái vị trong đó kêu con phải chạy qua giúp cho người ta, con mới chạy thôi, con không có làm như mọi lần nữa. Nhưng mà hiện tại con vẫn có cái cố tật là cái bài mà vị nào đưa ra cho con là con phải sửa, phải màu, phải mè, phải màu xanh, màu đỏ, màu này kia nọ để cho nó rõ ràng. Vậy con có phải chấp thủ quá không bạch sư? Và con phải sửa đổi lại hay không? Sư chỉ dạy dùm con kính nhân bích đính sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sằng Nhà Giá. Thì cái này đó, nó cũng có cái tốt là mình cũng muốn giúp đỡ cho người khác, người ta có cái hiểu biết, có
cái tiến bộ trong Phật pháp, thì cái điều đó là cái điều cũng tốt. Nhưng mà mình phải nhìn lại trong cái nội tâm mình. Có đôi lúc á, cái phiền não nó bị che đậy. Nó bị che đậy là vì sao? Mình muốn thể hiện cái tài năng của mình, nó khác. Còn cái này á, là thôi bây giờ cái điều kiện nào mình giúp cho người ta, để người ta có thể dễ dàng người ta học, người ta tiếp thu cho nó dễ, thì dạy người tốt. Nhưng mà sao? Thì dĩ nhiên có những lúc nó còn thiếu sót, thì bây giờ mình biết để mà mình sửa đổi về sau, mình cẩn thận hơn. Thành ra đó, có những lúc là những cái điều mình làm chưa chắc phải hoàn toàn là nó chân chánh không, mà nó còn đôi lúc nó còn bị thúc đẩy bởi cái kiêu mạn phiền não nữa. Mình làm vậy á là mình mới là người giỏi, đâu có ai làm được như mình làm vậy mình mới là hay đó. Thì cái đó là làm với cái tâm phiền não. Còn mình làm thôi bây giờ khả năng điều kiện thì mình cũng ráng hết sức, được tới chừng nào hay chừng nấy, được tốt được chút nào hay chút nấy, chứ còn bây giờ đâu có ai mà hoàn toàn nhân vô thập toàn đó. Chỉ có Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài mới hoàn toàn giống như viên kim cương không tì vết. Chứ còn mình còn phàm nhân thì cho nên là lỗi lầm mình cũng nhiều, cũng đầy rẫy, mình biết để mình tự sửa đổi, và những người khác thì tám vậy. Thành ra mình biết như vậy để mà mình tự xem xét để mình sửa đổi những cái thiếu sót, những cái sai lầm. Rồi trước những cái thiếu sót sai lầm của người khác thì mình đừng có phê phán, đừng có chê trách. Thì người ta cũng còn phàm nhân mà, để mình tha thứ, sống với nhau, đối với nhau với tâm từ, hướng dẫn giúp đỡ với nhau cho nó được tốt đẹp. Thành ra đó, có đôi lúc cũng một cái công việc đó, nhưng mà mình làm với trí tuệ, với cái tâm hoan hỷ, cái tâm tùy hỷ, cũng với công việc đó mà mình làm với cái phiền não, hai cái nó khác nhau. Cho nên á, là chúng ta phải khéo léo ở trong đời sống, chúng ta phải khéo léo phản tỉnh xem xét. Bây giờ bài ngày hôm qua ngày hôm kia mình đã xem xét rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng muốn thực hành cho tròn cái nhiệm vụ. Nhưng mà sao giờ nó viêm họng, nó đau cổ quá, ho hen đủ thứ chuyện, rồi đường truyền nó không ổn, bão bùng mưa gió, đường cáp gì nó bị đứt hay là nó gì lùm tùm lum, thì bây giờ tùy theo cái pháp nó diễn trình mình ấy thôi. Thí dụ thuận lợi thì mình sẽ làm theo những cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp, còn bây giờ nó gặp cái trở ngại, chướng ngại bởi thời tiết, bởi bệnh tật, bởi mưa gió, bởi đủ thứ chuyện, thì thôi mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Thì ra như vậy thì mình thấy an vui, bình thường, kết quả tốt đẹp mỹ mãn là do nhân, do duyên nó đầy đủ. Còn nếu mà cái kết quả không mỹ mãn, không thuận lợi thì do tại duyên pháp nó diễn ra những cái chướng ngại, thì mình cũng hoan hỷ với cái điều đó, thì mình không có phiền não, thì vậy là tốt đẹp. Thì xin giải đáp cái
thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Ngài đã chỉ dạy cho con, làm gì cũng phải nhìn lại cái tâm của mình. Có khi mình cũng rất là cao ngạo giống như sư nói, dạ con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, đồng hồ của Nhật Quỳnh còn 5 phút. Dạ, trong đạo tràng còn có vị nào có câu hỏi không? Dạ, cho Nhật Quỳnh biết một tín hiệu thì Nhật Quỳnh xin dừng mic ạ. Dạ, còn không thì giống như lúc nãy Thượng tọa Pháp Thanh nói đóng cửa sớm nghỉ sớm. Dạ, xin đạo tràng cho một tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, có vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên hay không? Thì Nhật Quỳnh xin nhường mic, còn không thì Nhật Quỳnh xin hồi hướng sám hối để cho Thượng tọa Pháp Thanh chúc phúc để đóng cửa sớm ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, vậy là không có vị nào đưa bàn tay. Dạ, sư cho phép con sám hối sau khi thính pháp bên sư. Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, bây giờ thì con sám hối. Rồi sư chúc phúc phải không bạch sư? Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tâm mang ghê na quan đề hàng ba đà phẳng sung và ruột tâm mang buộc thể vô khá lý tổ đâu sâu buộc thâu tham mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng thẩm anh cha đu quy thân và răng thẩm mê vô kha li tô đổ sâu thẩm mô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê nồng đê hăng sẵn khanh cha đu vị thoát tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thanh từ bi phúc trúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Ca Dạ. Dạ, giới phước báo hôm nay thì xin kính dâng đến các bậc trưởng lão, các ngài hòa thượng đã dạy công dung đồ bồi chánh pháp, và cũng cầu mong chư tôn đức pháp thể càng an, và cũng xin hồi hướng phước báo đến tất cả chư thiên ở các chùa cũng như chư thiên ở xung quanh nơi tư gia của các quý vị Phật tử. Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ với phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuva ve na sada so thi bhagavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nuva ve na sada so thi bhagavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuva ve na sada so thi bhagavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Nam mô Bụt A Di Đà. Sa thú lành thai chúng con thành kính lãnh đại tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đánh giấy chư tôn đức, nhất là thượng tọa Pháp Thanh. Mong rằng phước này trợ duyên thượng tọa Pháp Thanh sớm bình phục lại sức khỏe. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, con xin được hồi hướng quả phước như đánh giấy chư thiên ạ. Ya ni tháp phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua anh ta địch khê ta tha gà tặng đề qua ma nô sơ bồ chì tặng buôn na ma sa na sơ qua thị hô tư ya ni tháp phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua anh ta địch khê ta tha gà tặng đề qua ma nô sơ bồ chì tặng tham mang na ma sa na sơ qua thị hô tư ya ni tháp phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua anh ta địch khê ta tha gà tặng đề qua ma nô sơ bồ chì tặng sanh căn na ma sa na sơ qua thị hô tu hạng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ mà được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hạng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã coi giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đa coi giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thượng hai cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bởi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt A Di Đà. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được buổi ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cư Tâm Ma tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, thiền viện Tịnh Tâm, tỉnh Thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rôm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ba na sắc bát cha vô hồ tu, y đăng quân nhân ni ba na sắc bát cha vô hồ tu, y đăng quân nhân ni ba na sắc bát cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống thầm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức
quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đang ngủ ngày mai quang lâm vào rừng theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rừng với nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, cầu mong quý ngài hoan hỷ từ bi hoan hỷ hỷ xã cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó con cũng xin phép được khép cái rơm. Nam mô Bích Tha Giá, kính chào tạm biệt đạo tràng.